Nói đến sẹo thì chắc chắn ai cũng có cho mình vài cái trên cơ thể, có người thì ở tay, ở chân, thậm chí là ở những chỗ mà không ai có quyền được biết. Tuy nhiên, có sẹo những chỗ đó vẫn sẽ đỡ hơn là có một vết sẹo to đùng ngay trên khuôn mặt, đi đâu cũng bị người ta nhìn thấy. Sẹo trên mặt thì cũng đa dạng các kiểu, như bị mèo cào hay gì gì đó. Nhưng đa số các vết sẹo đều có xuất thân từ các trận chiến đỉnh cao mà ra. Và những nhân vật có sẹo trên mặt chắc chắn là đã từng trải qua những chuyện gì đó rất khủng khiếp mà không ai có thể hiểu được. Chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng điểm qua những nhân vật có những vết sẹo trên khuôn mặt trong One Piece nhé. Sabo. Hãy bắt đầu trước với một nhân vật cực kỳ thân quen và rất được mọi người yêu thích, đó chính là Sabo. Vết sẹo trên khuôn mặt của anh dù có to đùng và chiếm nửa khuôn mặt nhưng vẫn không thể nào che giấu đi sự ngầu lòi và đẹp trai của tham mưu trưởng quân cách mạng. Chứng tỏ một điều là đã đẹp thì làm cái gì cũng đẹp. Và vết sẹo đó không những không làm mất đi vẻ ngoài đỉnh chóp của anh trai Sabo, mà nó còn là một bằng chứng cực kỳ thuyết phục về việc Sabo căm ghét chính quyền thế giới và bọn rồng sàng đó tới mức nào. Vì đó cũng chính là lý do mà anh nhận được vết sẹo này từ khi chỉ là một thằng nhóc ngủ nghịch. Sự độc ác của chính phủ và sự làm quyền của đám rồng trên Mary Jones đã khiến cho bao nhiêu người phải nhận lấy cái kết đắng. Và Sabo là một trong số đó vì anh đã ăn một quả đại bác vào mặt ngay trước khi mới là một đứa trẻ. Một quả đại bác không có lấy một tí thương xót nào để lại cho Sabo một vết sẹo to tướng, yên vị trên khuôn mặt của anh. Và mình cá chắc là mỗi khi nhớ lại chuyện này thì chắc chắn Sabo rất tức giận lắm đấy. Katakuri. Thường thì người ta sẽ đánh nhau để có sẹo trên mặt hay bị tai nạn gì đó. Lý do củ chuối hơn là do bị mèo cào hay đứng vấp té rồi bị đập mặt xuống đất và để lại sẹo. Thì ai ai cũng có cho mình một lý do hết sức thuyết phục và có thể chấp nhận được. Nhưng còn Katakuri thì lý do của anh hơi củ chuối một chút. Nhưng mà cá chắc là sau khi nghe qua thì bạn chỉ có thốt lên là đáng đời chứ không có lấy một tí cảm thông nào cho ông phản diện ngầu lòi này đâu. Trông thế thôi, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, Katakuri đã là một mấy bào bánh ngọt giống như mẹ của mình. Chỉ khác ở chỗ là da của Big Mom còn cứng hơn cả sắt thép kim cương nên khó có thể bị tổn thương hay tác động gì đến nó. Vậy nên là mụ có thể hốc bao nhiêu tùy thích, ăn một lúc một họng mà chẳng bị làm sao. Nhưng còn Katakuri, vì chỉ mang phận người thường, bị đâm cho chảy máu, nên thành ra là độ chống chịu của Katakuri lúc đó cũng không thể nào sánh ngang được với Big Mom. Vậy nên, nhờ sự ham ăn hốc uống của mình mà Katakuri đã há miệng nhiều tới mức rách cả miệng ra hai bên, để rồi ở hai bên má có hai đường may to đùng vì tham ăn như thế này đây. Ai mà không biết thì sẽ nhìn thấy sự ngầu lòi ở trong đôi mắt. Còn ai mà biết rồi thì chắc chỉ biết bụm miệng cười mà thôi, chứ cười mà lớn là bị ống xiên cho thì ráng mà chịu. Broly. Cũng giống với anh mình, Broly cũng có một vết sẹo trên mặt. Nhưng thay vì ngầu lòi và có lý do củ chuối như anh trai, thì lý do của Broly tàn khốc và vết sẹo cũng xấu xí hơn rất nhiều. Vì Katakuri đều bị rách ở hai miệng, xong khâu lại trông khá là ngầu. Còn Broly chỉ đơn giản là một vết sẹo chém dọc trên mặt, vừa méo mó vừa xấu xí, khiến cho bụ phải mang vết sẹo to đùng như vậy cả đời. Thật là tội nghiệp cho thần gái nhỏ nhoi. Lúc còn nhỏ, vì anh trai đã kiếm chuyện, rồi để đám dành là kè chú ý và xin hận thù, và vì không thể nào có thể chơi hội đồng được với thằng anh nên bọn chúng đã lôi Broly ra làm một nhát thật dài trên mặt, khiến cho cô bé vốn đã không có tí đáng yêu nào lại càng trở nên đáng sợ hơn với vết sẹo to đùng trên khuôn mặt. Vết sẹo đã đi cùng Broly từ nhỏ đến giờ và biến bà ta trở thành một người phụ nữ đáng sợ. Và cũng vì lúc đó Broly chả có khả năng chiến đấu nên thành ra cũng không thể chống cự được gì cả. Nhưng Katakuri thì không, lúc đó bản thân anh chàng đã sẵn là một con quái vật rồi. Sau khi nhìn thấy Broly như vậy, anh chàng đã xách thương lên, rồi đi tính tiền từng thằng một dám động vào em gái của mình, rồi gieo rắc nỗi kinh hoàng tột độ lên tất cả bọn chúng. Và cũng từ đó, Katakuri cũng đã chịu che kín miệng của mình để không ai có thể nhìn thấy điểm yếu của anh nữa. Tuy là phải sống với một cái sẹo to đùng trên mặt như vậy, là lỗi cũng chẳng phải do mình, nhưng Broly chẳng có gì là trách cứ anh trai mình cả. Magellan. Ngay từ đầu gặp mặt, ai cũng đều công nhận rằng Magellan có một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, phong độ và không có lấy một vết xước. Chỉ có điều, đóng răng sắc nhọn đó khiến cho một vài người nhìn vào có phần cảm thấy hơi đáng sợ mà thôi. Nói chung là không có gì phải bàn về độ đẹp trai trơn láng của Magellan lần đầu xuất hiện. Tuy nhiên, sau khi Luffy đột nhập vào được Impel Down và làm loạn cả cái nhà tù lên, thì biến cố mới bắt đầu xảy ra. Impel Down thì tăng cường an ninh, canh gác cẩn mật và an toàn hơn cả lúc trước. Còn Magellan thì sau trận đó, ngoài việc trở nên trầm cảm và tự ti vì đã để sổng mất mấy tên cực kỳ nguy hiểm ra khỏi nhà tù,
thì ông còn có thêm cho mình một vết sẹo cực kỳ to, cực kỳ rõ trên khuôn mặt nữa. Chúng ta đã biết đó là những gì mà Magellan đã nhận, chứ không được biết đó là do ai, vì ai mà đã khiến cho cựu trưởng ngục thành ra như thế. Cũng có thể là do Teach, nhưng cũng có thể là do Sirius, hoặc thậm chí là ông bị đất đá đè lên mặt rồi bị như thế thôi. Đã trầm cảm mà còn phải vác sẹo trên mặt, hèn gì ổng cứ đòi tự tử sau mấy màn vượt ngục lớn nhất thế kỷ đó mà thôi. Tamago. Nói về vết sẹo trên mặt của Tamago thì chắc chắn phải dùng từ hoành tráng. Nợ máu phải trả bằng máu, lấy độc trị độc, vết sẹo khó phai, không thể phục hồi và không thể không nhớ được lý do mà ông ta nhận được vết sẹo đó. Vì trận đánh đó cực kỳ đáng nhớ. Nam tước Tamago đối đầu với kẻ đột nhập vào lãnh thổ của Big Mom. Cả hai người đã có một trận chiến cực kỳ căng não. Và cuối cùng, kết quả thu về chính là việc Tamago bị mất đi một bên mắt của mình. Nhiều ý kiến cho rằng tác giả cho vết sẹo đó chính là Pedro, vì cả hai người đều chiến đấu với nhau. Nếu không phải là do Pedro thì còn ai vào đây nữa. Tuy nhiên đó chỉ là giả thuyết, và kẻ đã lấy đi con mắt trái của Tamago giờ đây vẫn còn là một bí ẩn không có lời giải. Nhưng với kinh nghiệm xem One Piece đã lâu thì chắc chắn 80% thủ phạm chính là do Pedro mà ra, vì cả Big Mom cũng nói như thế. Và cũng vì như vậy nên muộn mới tịch thu luôn một bên mắt của Pedro, coi như nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng trái ngược với việc nhớ lại vết sẹo một cách cay cú và căm ghét kẻ đã gây ra vết sẹo này cho mình, thì Tamago có vẻ như rất tôn trọng Pedro, chứ không phải là kiểu kẻ thù truyền kiếp, gặp nhau là đấm nhau đâu. Pedro. Nợ máu thì phải trả bằng máu, còn nợ mắt thì tất nhiên phải móc mắt ra mà trả. Nhưng đối với Big Mom thì mọi chuyện không có dễ dàng như vậy đâu. Đã nợ thì phải có lãi, chứ không phải cứ trả hết nợ gốc là xong. Vậy nên, chỉ có mỗi con mắt mà Pedro đã phải đền bù cho Tamago để trả nợ. Mà ông cùng đồng đội của mình còn phải cúng thêm cho mẹ lớn 100 tuổi thọ nữa. Xui xẻo là do ông đồng đội đi theo, tay thúi quá, nên quay lộn vào ô 100 năm, rồi ngót nghẽo chết khi bị rút 30 năm tuổi thọ cuối cùng của đời. Nên Pedro nghiễm nhiên phải ngậm ngùi trả tiếp 70 năm tuổi thọ còn lại của mình cho bụ béo. Nhìn thấy được cái chết đang ở trước mắt, Pedro nghĩ trong bụng, chắc chuyến này đi hơi xa rồi. Nhưng may là nhờ có Pecom khóc lóc van xin thảm thiết với mụ, nên Big Mom đã thương tình cho bớt Pedro 10 năm tuổi nợ. Vậy nên, ông chỉ phải trả 60 năm. Chợt nhận thấy việc duy nhất bọn có thể làm bây giờ chính là ăn vạ. Pedro đã không ngần ngại tự tay móc mắt của mình ra và giao nó cho Big Mom, khiến bà ta cảm thấy tinh thần chiến đấu của ông thú vị và quyết định để Pedro đi chỉ với 50 năm tuổi thọ. Và như thế là sau màn thám hiểm đảo bánh, Pedro đã nhận được một vết sẹo to đùng bên mắt trái cùng với một vé time skip 50 năm đến cửa tử của mình. Zoro. Trước thời gian time skip thì Zoro vẫn đủ hai mắt và chắc chắn là chỉ có duy nhất một sẹo ở giữa ngực là do không biết tự lượng sức mình mà thôi. Chứ còn ở khuôn mặt thì vẫn láng o mịn màng và đẹp trai hơn hẳn. Tuy nhiên không biết vì một lý do củ chuối nào đó hay là do màn đối đầu cực kỳ máu chiến nào đó mà Zoro đã trở lại sau 2 năm với một bên mắt luôn luôn nhắm tịt lại cùng một vết sẹo dài thòn dính trên đó. Kẻ nào đã chém vào mắt của Zoro và khiến cho anh chàng không thể nhìn đời bằng hai con mắt nữa? Là Mihawk hay một con mèo? Đến hiện tại thì chúng ta chả có một tí thông tin nào về vết sẹo đó trên mặt của Zoro, và thậm chí là trong băng chẳng ai mảy may tò mò vì sao mà tên đầu rêu lại ăn một vết sẹo to đùng trên mặt như thế. Nên thành ra chắc chắn là phải lâu lắm chúng ta mới có thể biết được vì sao mà Zoro lại trở thành nhất dương tiễn như thế này. Nhưng xét theo nguyện vọng của tác giả Oda thì không sớm thì muộn Zoro cũng sẽ phải mất đi một bắt mà thôi, vì dự định ban đầu của ông là như thế mà. Chắc là tác giả đang dần xây dựng lại hình tượng cánh tay phải của vua hải tặc, đeo kính, tóc bạc, rồi có sẹo trên mắt như Rayleigh chăng? Shanks. Khó ai có thể nghĩ rằng có một kẻ nào đó có đủ khả năng đã ban tặng cho hoàng đế tóc đỏ 3 vết sẹo dài thòn trên mắt. Và cũng khó ai có thể tưởng tượng được rằng là cao thủ nào ghê gớm tới mức có thể khiến cho Shanks phải bỏ hẳn cả một cánh tay ở vùng biển Đông như thế. Nhưng hôm nay là ngày của sẹo trên mặt, nên chúng ta chỉ bàn về 3 vết cào dài thòn trên mặt của Shanks mà thôi. 3 vết sẹo dài bên mắt, thứ đã khiến cho Shanks phải đưa nó lên cờ hải tặc của mình như một nỗi nhục không thể quên. Và đúng là không thể quên được, vì mỗi khi có ai nhắc đến hai từ râu đen, thì bên mắt trái của Shanks lại nhói lên một cách đau đớn. Không biết râu đen có trình độ võ công cao cường tới mức nào mà lại có thể cho tóc đỏ 3 vệt dài như thế kia. Nhưng chắc chắn là mỗi thâm tình này, Shanks có xuống mộ chắc cũng không thể quên được đâu đúng không? Kid. Trước khi trở thành một hoàng đế
thì Shanks đã từng bị ăn sẹo. Cho đến bây giờ, khi đã làm hoàng đế rồi, thì Shanks lại đi ban sẹo cho người khác. Và kẻ đó không ai khác chính là hậu duệ của Shanks, Kid tóc đỏ. Cũng mất một tay và cũng có sẹo trên mặt do chính tay Shanks ban phát. Kể ra thì chuyện hơi dài vì đám nhóc côn đồ chưa suy nghĩ chín chắn, nên là có những hành động khá là đường độn. Dù không phải là nhân vật chính, nhưng vẫn đủ tự tin mà kéo quân đi đánh nhau với cả một hoàng đế, rồi nhận lại một cơ thể đầy sẹo cùng với cánh tay cụt lũn ở phía bên trái. Còn nói về khuôn mặt thì khỏi phải bàn luôn. Người ngoài nhìn vào thì chắc chả ai dám đến gần đại ca Yan Lake mặt đầy sẹo như thế. Có lẽ Shanks rất là nhẹ nhàng và dễ mến đối với bạn của mình. Nhưng nếu chỉ cần đó là kẻ địch thì chắc chắn là số phận cũng chả khá hơn Kid là bao đâu, đúng không? Fujitora. Trong tất cả những người có mặt trong bảng xếp hạng này, dù sẹo có to, có hoành tráng hay ghê gớm tới mức nào thì chắc chắn lý do mà họ có được nó cũng không củ chuối và khó tin như người đàn ông màu tím này đâu, đúng không? Thường thì mọi người sẽ có sẹo vì bị kẻ địch tấn công hay mất một mắt vì khi chiến đấu bị đâm trúng. Có Bero thì bị mất mắt và có sẹo do ông phải đổi lấy mạng sống của mình. Một trường hợp mà mình nghĩ là cực kỳ cần thiết và xứng đáng để đổi lấy mạng sống cho bản thân, nên tự phế bỏ con mắt của mình cũng là điều hợp lý. Nhưng còn Fujitora, ông phế bỏ con mắt của mình chỉ vì trên đời có quá nhiều thứ xấu xí, khiến cho con mắt của ông bị khó chịu và không muốn nhìn thấy chúng. Có lẽ là chúng ta cần phải triệu hồi anh da đen lên để chỉ cho ông cách nhắm mắt. Hay quay đi chỗ khác cho nó đơn giản hơn, thay vì tự tay chém bỏ đi đôi mắt của mình như thế. Hai chém cho hai mắt. Đúng là chỉ có mỗi hổ tím mới nghĩ ra cách giải quyết của chú như thế. Để rồi cả phần đời còn lại phải dùng Haki để mà nhìn, xong rồi tự hối hận là vì sao mà mình lại làm như thế. Đúng là bỏ tay luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.